chanh trao chiều đức thọ cho con về quê cha. Uốn mình bên dòng La, nơi địa linh nhân kiệt, câu thơ xưa dậy sóng, dòng máu hồng liệt oanh. Trải bao mùa dòng bão, bước ra từ bom đạn, người quê hương Trần Phú vẫn một lòng kiên trung. Em ơi về cùng anh, cơm cà mô răng rứa, che xanh vui xóm nhỏ, đức thọ sống nghĩa tình. Khu di tích Tân Phú thì gồm có hai hạng mục. Đầu tiên đó là hạng mục là khu mộ, và sau đó là khu lưu niệm đồng chí Tân Phú. Và khu mộ và khu lưu niệm thì cách nhau khoảng chừng một cây số, đến một chút đường thuận tiện cho chúng ta việc tham quan cũng như đi lại. Và bây giờ thì mời Ngân Giang chúng ta sẽ tham quan phần mộ của đồng chí Tân Phú. Ngay đây thì chúng ta sẽ đi theo hầu bậc thang để chúng ta sẽ lên thăm khu mộ của đồng chí Tân Phú. Và ngay sau đó thì có phần mộ của hai cụ thân sinh. Và bây giờ thì chúng ta đang hướng đến cái phần mộ của đồng chí Tân Phú. Vào tháng 12 năm 1999, Đảng và Nhà nước đã làm lễ truy điệu di dời mộ của đồng chí Tân Phú từ thành phố Hồ Chí Minh về an táng tại quê hương. Và ngay bên kia thì chúng ta thấy cái câu nói bất thuộc đó là hãy giữ vững ý chí chiến đấu của đồng chí Tân Phú trước khi cuộc hơi thở cuối cùng. Và cái câu nói này cho đến lưu giữ đến mãi tận hôm nay. Và ngay trước kia thì ngã ba bến Tam Xoa, và ngay bên trên kia nữa thì có phần mộ của hai cụ thân sinh. Và bên kia nữa phần mộ của ông Trần Ngọc Danh, người con thứ 8 của gia đình. Bây giờ thì chúng ta sẽ tham quan cái khu lưu niệm đồng chí Tân Phú. Và tổng diện tích ở đây thì khoảng tầm 4.700 m². Và cái nhà trưng bày này thì đi theo ba chủ đề. Đầu tiên chúng ta sẽ vào đó là quê hương của đồng chí Tân Phú. Sau đến đó là cái tuổi thơ của đồng chí Tân Phú và cũng như sự học tập của đồng chí Tân Phú. Và kết thúc thì là khi tìm kiếm được phần mộ của đồng chí Tân Phú. Và trong cái nhà trưng bày này thì nhấn mạnh đó là khi đầu tiên đó là cái nhà thờ tiệm khi dòng họ Trần, tức là cái nhà thờ này được cụ của đồng chí Tân Phú xây dựng. Và sau đó thì đến cái tuổi thơ của đồng chí Tân Phú thì ngay trong này thì có trưng bày một số cái hình ảnh cũng như tuổi thơ, và đến khi đồng chí Tân Phú được học Trung Quốc học Huế, và sau nữa thì đồng chí Tân Phú được cử sang học cái lớp lý luận chính trị ở Nga. Sau đó thì đồng chí Tân Phú tập cử vào ban luận chiến chính trị trong số Nga 90 người ở Hà Nội. Và sau nữa thì đồng chí Tân Phú vào thành phố Hồ Chí Minh để hoạt động cách mạng. Và trong lòng một lần nhóm họp không may thì đồng chí Tân Phú chúng ta đã bị địch bắt và đã tụt hơi thở cuối cùng tại nhà thương chứng khoán. Thì trước khi tụt hơi thở cuối cùng thì đồng chí Tân Phú chúng ta đã được lại cái câu nói đó: hãy sử dụng chỉ khí chiến đấu. Và cái nhà lưu niệm này thì lâu nay để kỷ niệm 120 năm ngày sinh đồng chí Tân Phú thì đón được tất cả các em học sinh cũng như trong tỉnh Hà Tĩnh ta mà lân cận nữa, đó là ở thành phố Vinh, đón rất nhiều các trường học đã đến đây tham quan và học hỏi, cũng như có cái sự trải nghiệm với các em về cái lịch sử cũng như là Việt Nam ta và cũng như là cái lịch sử của đồng chí Tân Phú.